Cũng ngay trong tối qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật do Tổng thống ban bố. Phiên họp toàn thể của Quốc hội có sự tham dự của 190 thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập trong tổng số 300 nghị sĩ. Kết quả 100% thành viên có mặt đã nhất trí thông qua yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, lệnh thiết quân luật phải được dỡ bỏ ngay nếu được đa số đại biểu Quốc hội yêu cầu. Quốc hội Hàn Quốc hiện có 300 thành viên. Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tuyên bố thiết quân luật là vô hiệu sau khi nghị quyết bãi bỏ thiết quân luật được thông qua. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc tuyên bố thiết quân luật sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Tổng thống Yoon Suk-yeol bãi bỏ. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Dân Chủ đối lập đã chỉ trích tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống là bất hợp pháp và vi hiến khi không qua thủ tục phê chuẩn trong nội các. Phản ứng trước những diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, nhiều quốc gia thông báo đang theo dõi sát tình hình. Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul cảnh báo công dân nước này cần thận trọng. Trong khi đó, Nhà Trắng đang theo dõi chặt chẽ tình hình, bày tỏ hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết hòa bình và tuân thủ luật pháp. Từ Moscow, Điện Kremlin khẳng định tình hình tại Hàn Quốc là đáng lo ngại và Nga đang theo dõi sát các động thái liên quan.